10 loài động vật biển nguy hiểm nhất trên thế giới Đại dương là một nơi đáng sợ, chúng ta mới chỉ khám phá chưa đầy 5% đại dương cho đến nay. Đó là huyết mạch của hành tinh chúng ta, bao gồm hơn 70% bề mặt là của trái đất. Chúng ta thậm chí không hề biết những gì ẩn dưới đáy biển xanh này. Và đó là lý do tại sao những loài vật rất đáng sợ được nằm trong danh sách này. Chúng chỉ là sự khởi đầu của những gì chúng ta đã tìm thấy trong những khoảng sâu tối tăm của vực thẳm. Vị trí thứ 10, cao quỷ Anslavich. Xuống sâu ở đáy đại dương, các nhà khoa học biển đã phát hiện ra một loài cá rất xấu xí. Cá này có một cái que lớn gắn vào đầu của nó để thu hút các con cá khác vào chiếc miệng khổng lồ, và đó là kẻ săn mồi mà bạn không bao giờ muốn gặp. Cá này được tìm thấy ở độ sâu lên đến 1.524 mét, nơi nước có màu đen, không có thực vật nào có thể ở đó và chỉ những sinh vật sống sót mới ăn được chất thải từ ở trên rơi xuống. Số 9 là sứa hộp Kubozoa. Sứa hộp Cubozoa là một trong những loài nguy hiểm nhất trên hành tinh. Theo cơ sở khoa học của khoa học quốc gia Hoa Kỳ, mỗi năm có 100 người chết vì loài này. Tại Úc thì một loài sứa có thể có hàng tá xúc tu, mỗi chiếc dài tới 3,6 mét và có đủ toxin để giết 60 người. Mỗi năm dọc theo bờ biển Florida, bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn con sứa này. Rất nhiều người đã được đưa vào bệnh viện do loài sứa này, một số đã không qua khỏi. Và trên thực tế thì loài sứa này gây chết người hơn và giết nhiều người hơn cả cá mập. số 8 là cá mập trắng Danh sách này sẽ không được hoàn chỉnh nếu không có loài cá mập trắng. Con quái vật này cũng đã tạo nên rất nhiều thành công cho các bộ phim của Hollywood trong nửa thế kỷ qua. Rất nhiều người đã sợ hãi khi đến với các bãi biển. Và hàng năm thì người lướt sóng và người đi biển bị tấn công bởi những con cá mập trắng khổng lồ này. Đã có hơn 280 cuộc tấn công cá mập trắng chết người trên thế giới. Và mặc dù loài thú ăn thịt khổng lồ này của đại dương gây nguy hiểm, nhưng nó cũng là một trong những loài bị đe dọa nhất trên hành tinh này. Người dân từ các nước như Nhật Bản sang cá mập để nuôi ăn các nhà hàng với súp về cá mập và các loại thực phẩm kỳ lạ khác. Các nhà khoa học ngày nay theo dõi xu hướng di cư của những con cá mập này và tiếp tục tìm hiểu thêm về chúng để giúp bơi lội và du khách trên bãi biển tránh gặp cá mập trắng trong mùa di cư. Số 7 là cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn có tiếng là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trên thế giới. Những loài này có thể lớn đến 6 mét và nặng 3.000 kg. Có thể cùng với cơ chế tấn công, chính của nó là cái chết. Cá sấu giết con mồi của nó bằng cách kẹp chặt hàm và thực hiện một cuộn xoáy mạnh để xé xác con mồi. Và điều này sẽ xé xác các động vật lớn và ngay cả là con người. Bạn có thể tìm thấy những con cá sấu nước mặn ở những nơi như Florida, nơi chúng có thể phát triển trung bình lên tới 4 mét. Nhưng ở các nơi khác trên thế giới, những con thú này có thể lên tới 6 mét và tỉnh thoảng chúng săn bắt người ở các làng. Số 6 là hải cậu báo. Hải cậu báo là loài ăn thịt đứng đầu ở Nam Cực. Bạn không muốn đi bơi ở gần nơi này. Hải cậu báo là những kẻ săn mồi nguy hiểm và giống như cá mập trắng, chúng rất tò mò một khi bạn đi vào lãnh thổ của chúng và chúng muốn tìm hiểu bạn, không phải là cách tốt nhất. Năm 1985, thì một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Gareth Hood đã bị cắn hai lần vào chân. Hai cậu báo đã cố kéo ông ta ra khỏi băng và xuống biển. Vào năm 2003, thì nhà sinh vật biển Kirsty Brown đã bị chết đuối sau khi bị một hai cậu báo kéo cô đến cái chết trong vùng nước lạnh. Vị trí thứ năm, sinh vật biển không xác định. Gần đây, thì các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài kỳ lạ có vẻ như là một loài sứa water. Điều này làm cho chúng trở nên đáng sợ là chúng ta thật sự không biết gì về nó. Hầu hết, các chuyên gia tin rằng nó là một loài sứa nhưng nó bơi quá nhanh để tìm hiểu về chúng. Sinh vật biển chưa được xác định, được ghi lại bằng chiếc máy quay dưới biển sâu, trong khi đang thực hiện sửa chữa một chiếc tàu ngầm dưới nước ở Vịnh Mexico. Số 4 là cá nhám mang xếp các nhám mang xếp với sự phân bố rộng rãi nhưng không đều ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Loài này được tìm thấy trên thềm lục địa bên ngoài, thường ở gần đấy. Nó đã được đánh bắt sâu đến 1.500 mét, hiếm khi quan sát được cái nhám mang xếp có thể bắt được con mồi bằng cách uống công cơ thể và phình ra như rắn. Các hàm dài cực kỳ linh hoạt cho phép chúng nuốt toàn bộ mồi, trong khi nhiều hàm răng nhỏ giống như là kim thì làm cho con mồi trốn thoát. Số 3 là sư tử biển. Đừng bao giờ bạn đứng gần một con sư tử biển, đặc biệt là nếu chúng đang ở gần sư tử biển con. Những sinh vật này sẽ cố gắng bảo vệ lãnh thổ. Một thời lặng ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California đã có một cuộc chạm trán với sư tử biển. Cuộc chạm trán đã ghi lại được trên đoạn băng. Người thợ lặng đã không thoát khỏi cái chết. Cục quản lý đại dương và khí quyền quốc gia khuyên mọi người phải ở cách xa chúng ít nhất là 50 mét ở dưới nước. Số 2 là cá trình bồ nông. Bạn sẽ không vui vẻ gì khi nhìn thấy một loài động vật thân dài dưới biển. Cá trình bồ nông là một con quái vật biển thường sống ở độ sâu 3 m dưới đáy đại dương và có thể lớn đến 1,8m. Tại sao chúng đáng sợ? Bởi vì chúng có hàm răng lớn và cái miệng rộng. Chúng có thể nuốt cầu mồi đến 18 m với dạ dày siêu dễ của mình. Số 1 là cá mập yêu tinh. Cá mập yêu tinh hay còn gọi là cá mập goblin sống ở độ sâu 1.300m. Chúng tương tự như cá nhám mang xếp nhưng dài đến 3,5m. Chúng rất đáng sợ vì chúng có thể tách toàn bộ miệng ra khỏi cơ thể để bắt con mồi. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.